Xin chào tất cả các bạn đang xem video livestream trên tay hai sản phẩm Vivo V3 và Vivo V3 Max của Viễn thông A. Đây là hai sản phẩm mới nhất và nổi bật nhất của Vivo tại thị trường Việt Nam hiện nay với thiết kế ấn tượng và cấu hình máy mạnh mẽ. Đầu tiên mình sẽ nói về chiếc Vivo V3 Max. Trong tầm giá 7 triệu thì chiếc Vivo V3 Max là sản phẩm hiếm hoi, vừa sở hữu thân hình kim loại, chất lượng hoàn thiện rất là cao và cảm biến vân tay, sở hữu màn hình 2.5D. Bên cạnh đó, cấu hình của Vivo V3 Max cũng thuộc hàng quái vật trong khúc sản phẩm tầm trung. Mình sẽ nói sơ qua về thiết kế. Thì nhìn sơ qua thì các bạn cũng sẽ thấy đây là một kiểu thiết kế rất là quen thuộc mà rất nhiều hãng đã áp dụng cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, mình khá là hài lòng với các trải nghiệm cầm nắm mà Vivo V3 Max mang lại. Vivo V3 Max có thiết kế kim loại nguyên khối. Ở mặt trước là kính được vác cong 2.5D, mang lại cảm giác vuốt rất là dễ chịu. Mình đánh giá mặt lưng của máy khá là tốt, thiết kế đơn giản nhưng mà rất là đẹp mắt. Chất liệu được xử lý cao cấp, mang lại cảm giác mát lạnh khi cầm và không bị bám nhiều vân tay. Cá nhân mình rất là thích điều này. Bên cạnh đó, các cạnh của Vivo V3 Max cũng được vác cong, không mang lại cảm giác cứng tay dù khi mà bạn đang cầm điện thoại ở bất kỳ tư thế nào. Vivo V3 Max sử dụng màn hình 5.5 inch Full HD tấm nền IPS, có chất lượng hiển thị rất là tốt. Nói về sức mạnh thì đây chính là điểm sáng giá nhất của Vivo V3 Max mang lại. Nằm trong phân khúc dưới giá 7 triệu đồng nhưng Vivo V3 Max được trang bị chip Snapdragon 652 lõi 8 với tốc độ xử lý cực mạnh. Trên thị trường chính hãng và trong cùng tầm giá 7 triệu đồng, mình không đề cập đến các máy có tính năng cao cấp hơn hoặc là sử dụng chip cao cấp hơn nhưng mà bị tụt giá, thì Vivo V3 Max gần như là không có đối thủ. Thậm chí Vivo V3 Max còn được có thể gọi là cạnh tranh sòng phẳng về mức độ sức mạnh đối với một số dòng máy dưới 11 triệu đồng đang có tại Việt Nam hiện nay. Thêm một lần tỏa sáng về sức mạnh của Vivo V3 Max đó chính là bộ nhớ RAM 4GB. Đây là cấu hình rất hiếm thấy ở dòng sản phẩm có giá dưới 9 triệu đồng, trong khi đó tầm giá hiện tại của Vivo V3 Max chỉ là 7 triệu và đang được bán tại Viễn thông A. Một điểm mạnh khác mình muốn nhắc đến chính là khả năng xử lý âm thanh của Vivo V3 Max. Khác với nhà sản xuất khác thường chú trọng đến camera, thì từ rất lâu rồi Vivo V3 Max và Vivo V3 đã được các nhà phát triển sản phẩm theo hướng mang lại trải nghiệm âm thanh rất là tốt. Như các bạn đã thấy thì ngay cả trên hộp thì Vivo đã được đặt dòng slogan Hi-Fi và Smart được in ngay trên vỏ hộp. Mình rất là thích các trải nghiệm mà âm thanh mà Vivo V3 Max và Vivo V3 mang lại. Âm thanh khá là vui, cảm giác rất là vui vẻ và dễ nghe. Do điều kiện buổi livestream mình không thể truyền tải được hết cái tính năng âm thanh mà cho các bạn thấy, nên nếu có thời gian thì các bạn hãy nên đến Viễn thông A để tự trải nghiệm về âm thanh của Vivo V3 Max nhé. Tại thời điểm bán ra hiện nay thì Vivo V3 Max có giá 7.489.000 đồng. Tuy nhiên, Viễn thông A vừa mới có giá mới cho Vivo V3 Max là 6.990.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng và có một cái giá quá tốt cho một dòng sản phẩm mạnh mẽ hàng đầu trong phân khúc tầm trung. Đây là những thông tin về chiếc Vivo V3 Max. Bây giờ mình sẽ nói đến chiếc Vivo V3 nhé. Cơ bản thì đây là một dòng sản phẩm thu nhỏ hơn so với Vivo V3 Max, giống đến 99%, ngoại trừ một số thay đổi nhỏ để mang lại mức giá dễ chịu hơn cho người tiêu dùng. Thiết kế của Vivo V3 giống y hệt Vivo V3 Max, không có điểm gì khác biệt, cho nên mình sẽ lướt qua cái phần này. Vivo V3 có kích thước màn hình 5 inch so với 5.5 inch của Vivo V3 Max. Độ phân giải màn hình giảm từ Full HD xuống còn HD. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình cho thấy thì với độ phân giải HD thì cũng vừa đủ cho kích thước màn hình 5 inch, hình ảnh vẫn rất là mượt mà. Về sức mạnh thì Vivo V3 cũng hơi yếu một chút hơn so với Vivo V3 Max, với chip Snapdragon 616 lõi 8 và bộ nhớ RAM 3GB. Pin được giảm xuống còn 2550mAh. Ngoài ra, tất cả những chi tiết khác thì từ chip âm thanh xử lý, camera trước và camera sau và cả hệ điều hành thì Vivo V3 Max, Vivo V3 cũng đều giống như Vivo V3 Max. Tương tự như Vivo V3 Max thì phiên bản Vivo V3 cũng vừa được Viễn thông A giảm giá xuống còn 4.990.000 đồng so với giá gốc là 5.489.000. Với mức giá này thì cả Vivo V3 và Vivo V3 Max đang là những sự lựa chọn tốt nhất cho tầm giá dưới 5 triệu và dưới 7 triệu tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream của Viễn thông A ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.